Xin kính chào các bạn. Rất hân hạnh được mang đến trận đấu này cho các bạn. Hãy nhìn đám đông khán giả trên khán đài sân vận động, trông họ hết sức cuồng nhiệt trước trận đấu này. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Rất bài bản. Cắt bóng rất hay. Mất bóng nguy hiểm. Rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Đánh đâu? Rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng. Rất thoáng. Một quả ném biên. Phản công. Marco rồi. Tiếp đi. Cần phải có một sự vây giáp ngay. Cú chơi bóng. Đấy đâu? Rất bình tĩnh. Nỗ lực của những hậu vệ trong tình huống vừa rồi đã khiến cho không thể có được một tư thế dứt điểm tốt nhất. Nhìn cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ. Quá hay, đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Cắt bóng rất hay.
rất thoáng. Vẫn tiếp tục đi bóng. Phạm lỗi. Chỉ là một lời cảnh cáo. Có lẽ trọng tài nên rút ra một chiếc thẻ vàng với pha phạm lỗi này. Không có bàn thắng quả thật là khó tin. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Dành cho thủ Borussia Dortmund. Bàn thắng được công nhận ở một tình huống mà chúng ta không ngờ là bàn thắng lại đến, nhưng nó vẫn đến từ một tình huống dàn xếp cực kỳ khôn ngoan. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Điểm 10 cho chất lượng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không. Nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ. Trong các trận đấu then chốt thì các cầu thủ cần chơi với tinh thần tập trung cao độ. Việc lơ là chủ quan trong một thời điểm thôi cũng có thể mang lại hậu quả tai hại. Đi bóng rất sung mãnh. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Đi bóng rất khó chịu. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Một pha phơi vào trung dọc. Trận đấu quá hay, có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này. Không được, vẫn tiếp tục đi bóng. Quá hay, đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Manumens. Nhìn cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ. Tập tình huống quá hay. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Rất tốt, đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ.
hai, dứt điểm. Không có bàn thắng, quả thật là khó tin. Rút ra một thẻ vàng. Phản công. Why? Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Cơ hội phản công. McElroy. Không được. Chọc khe. Chỉ có một quả đá vào góc. Và như vậy là huấn luyện viên quyết định tung ra sân một cầu thủ mới. Việt Vy mất rồi. Chè bóng khá khôn khéo. Lỗi rồi. Rồi. Cú treo bóng. Phòng thủ rất tốt. Đường chuyền đánh đâu. Đi bóng rất sung manh. Đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh. Nguy hiểm. Dứt điểm. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Và như vậy là huấn luyện viên quyết định tung ra sân một cầu thủ mới. Pressing rất hiệu quả. Phạm lỗi.
và phá bóng rất tốt. Vẫn tiếp tục đi bóng. Pha đi bóng rất táo bạo. Nhìn cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ. Một quả ném biên. Mọi thứ đã qua đi. Rất tốt. Đó là một chuyền đá phần nào tạo ra sự bất ngờ. Và lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu của chúng tôi.